Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác cách sửa cái bóng tip led này. Đây là cái bóng tip led đã được học, người ta đã test xem là nó còn hoạt động được không các bác nhá. Sẽ test. Đây, em sẽ đấu dây vào hai đầu tip led để ta kiểm tra cái bóng này. Kiểm tra hai đầu của cái led này để xem nó còn hoạt động hay không. Em đấu điện vào hai đầu của bóng các bác nhé. Hai đầu này. Đấu điện. Người ta sẽ kết nối nguồn điện các bác nhé. Nguồn điện. Em cắm vào cái ổ này cho nó an toàn các bác. Đây là dây màu trắng đã cắm vào đây. Bên này là dây màu trắng nữa các bạn. Làm điện thì phải an toàn các bạn, cắm đây an toàn rồi ta sẽ cắm vào ổ cắm đây nha. Đây cắm đây, cắm vào đấy, có thấy đây cắm vào là bóng đèn không sáng được. Vậy người ta tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái bóng đèn này nó không sáng được là do đâu, do nguồn hay là do led? Rút điện ra các nhá. Chúng ta rút điện ra để đảm bảo an toàn. Đây để sửa này ta cần có cái đồng hồ để đo các bạn, đây là đồng hồ vạn năng. Đấy, tua vít. Đấy, cái led này người ta cấu tạo rất là đặc biệt các bạn. Có hai cái vít để vặn ở đây. Đấy. Và bên này nữa, hai vít để vặn. Đấy. Em sẽ vặn hai vít này ra và tháo cái led này ra xem nào. Đấy, chúng ta tháo được cái vít ra, tháo được đây. Không thấy cái đầu, đây là cái đầu này, đầu này không chứa nguồn, không chứa cái driver nguồn. Tiếp đầu cái này. À đây. Đầu này có nguồn này các bạn. Đây đầu này có nguồn. Đấy. Cái người ta sẽ bóc này ra. Bóc này. Rồi. Con này có tháo được cái này. Đây tháo cái này. Đấy. Tháo được mà còn này cái phản quang các bạn. Đấy. Tháo nguồn nhá. Ta tháo được rồi. Này, ở đây đầu này người ta nối các bạn, nối ta thì tháo ra được. Tháo đầu nối ra. Đấy, ta làm rất là hay đấy. Đấy. Ta rút nguồn ra. Có nhiều loại, các loại này thì người ta kẹp cái led vào, hoặc kẹp led vào. Kẹp led vào. Đấy, ta rút được cái led ra. Có thể đánh máng này là bằng nhôm nhá các nhá, bằng nhôm. Đấy, để tỏa nhiệt cho cái thanh led này. Đấy, thanh led. Đấy. Người ta sẽ đấu điện vào cái này để kiểm tra cái driver, xem driver còn sống hay là đã chết các bác nhá. Đồng hồ này. Người sẽ đấu điện vào cái driver này. Đấu điện vào driver. Sáng không? Đấy. Ta sẽ đấu nguồn vào cái driver này các bác nhé.
Đấy, các bác quan sát cái đồng hồ của em này. Đấy. Em để đồng hồ lên cao để cho các bác dễ nhìn. Đồng hồ nhìn thấy kim quay của đồng hồ đó nhá, ta sẽ nhìn thấy cái đồng hồ này quan sát rất dễ. Đồng hồ của em nha. Đấy, bây giờ sẽ đấu điện vào. Đây. Nguồn điện đây các bạn. Nó sẽ đấu điện vào cái đường driver này. Để kiểm tra. Hai tôi ra. Kiểm tra xem nào. Rồi, nó sẽ để lên trên này cho các bạn dễ nhìn, dễ nhìn. Làm hết sức cẩn thận các bạn. Đây là các bông mối mối dây. Rồi ta sẽ kiểm tra các bạn nha. Kiểm tra đồng hồ. Sẽ cắm điện. Ta sẽ cắm điện vào. Đo xem là driver này của nó là còn sống hay chết bằng hai dây đầu ra dương âm đỏ. Đấy. Các bác quay về 220 các bác nhá. Quay về cho nó đo. Đấy, các bác thấy chưa? Lên là 110. 120. Đấy. Đáp của nó là 120. Đấy, em để thang 220 các bác nhá. Đấy, nhớ về quay tăng 220 DC. Đây các bạn. 200 DC. Đây, một chiều. Đấy, ta đo lại lần nữa. Cho chính xác. Đấy. Rồi các bạn. Thế là vậy là cái đường driver này nó còn sống các bác nhá. Driver còn sống. Người ta đã kiểm tra led. Kiểm tra led. Đấy, đây sẽ kiểm tra led. Xem là led sống hay chết. Kiểm tra cái dãy led này. Xong một cái nhá. Ta sẽ tiếp điện ra. Bố đánh nhá. Ngon nhá. Tiếp điện ra để kiểm tra cái led ở đây. Ta kiểm tra. Đây lên. Ta để vào thang nhân 100 ohm. Các bác nhá, thang trên 100 ohm. Ta kiểm tra từng đoạn led một. Đấy. Đây, các bác thấy sáng không? Vậy là đây là cái cấu tạo của nó là sẽ lắp 4 con nối tiếp và lại song song với nhau. 4 con nối tiếp song song với nhau các bác nhá. Đấy. Là đường led. Đấy, sáng. Sáng đúng không? Đấy, sáng hết các bạn. Và vậy là cái thanh led này nó rồi. À chỗ này có một cái led yếu này các bạn. Con led bị sáng yếu. Đấy, chỉ có led này sáng yếu. Nó chuẩn bị chết đấy các bạn. Đấy, sáng hết các bạn. Chỗ này có hai con led hơi yếu các bạn. Đấy. Đấy, chỗ này có một con led bị chết này các bạn. Ở góc này. À, chỗ này có con led bị chết này. Đấy. Có một, trong 4 con này thì có một con bị chết các bác nhá. 4 con thì có một con bị chết. Đấy. Được. À, chỗ này có một con led bị yếu. Đấy. Sau này em sẽ hướng dẫn cái cách để các bác thay cái con led trên cái thanh này. Đấy, nếu con led nào bị chết chúng ta để thay được, chúng ta có led khác tương tự thay thế vào nhau. Nguyên nhân của nó là ở cái đầu này các bạn, đầu này có 4 con led,
bị chết các bạn, đúng rồi đấy, chết. Đấy, em đã nhổ đúng rồi các bạn. Đấy, để thay thế bằng con lẽ khác nếu các bác có, còn nếu các bác không có thì các bác sẽ làm việc là ta sẽ đấu tắt đúng con led này vào, ta sẽ đấu tắt đúng con led này là xong. Các bạn dùng cái màu hàn đúng không ạ? Hàn. Các bác quan sát lại một lần nữa nhá. Đây, đây là em đã cậy bỏ 4 con led bị chết ở đây ra. Các bác nhìn này. Đấy, bây giờ ta sẽ hàn vào là sẽ đâu được. Đấy, ta sẽ hàn vào các bác nhá. Nhau là ta sẽ nối được nó. Đấy. Em sẽ câu điện thử cho các bác nhìn thấy nhá. Ta sẽ câu điện thử để xem nó đã hàn được chưa. Đấy, câu điện vào. Đấy, các bác thấy nó sáng chưa? Đấy, vậy là ta đã thành công. Các bác nhỉ? Người ta sẽ lắp lại như cũ là xong. Người ta sẽ lắp lại cái con led này vào. Vậy là cái nhiều lúc sửa cái đèn led này rất là dễ, cho nên các bạn chỉ phát hiện được một cái con led chết là xong. Đấy, nếu mà nó hỏng được ai vơ nguồn thì cái đấy mới là cái phức tạp. Còn nếu chỉ hỏng cái led không thì chúng ta có thể tìm một cái vị trí của con led hỏng và ta bỏ đi. Bỏ đi một con led. Là các bạn cũng đã sửa được led rồi. Bây giờ người ta sẽ luồn cái dây này vào đây các bạn. Đấy, luồn dây vào. Luồn dây vào để kéo cái dây kia ra. Luồn qua đây các bạn. Đút cái led vào trước đã. Con thành led này vào.
công hàng các bạn. Rút nguồn vào. Bạc ấn nguồn vào nhé. Nguồn vào nhé. Nhẹ nhàng, hơi chút nhẹ nhàng. Thằng Đại làm về đấy. Cần thức ăn. Ừ. Thức ăn mì chuẩn chuẩn. Ừ. Đấy thì phải nhấc chân cao. Đừng có mắt gì. Nhấc chân cao. Vít vào là xong các bạn. Cho vít vào các bạn. Cắm nguồn vào để thử các bác nhé. Kiểm tra lại một lần nữa. Chắc chắn. Con chưa. Cắm thử cho các bác cùng nhìn thấy. Đấy, bóng ta sáng rồi các bác nhá. Đấy. Có một khoảng tối này, nó chính là bốn con led bị chết các bác. Đây, khoảng đen này, khoảng đen này. Đấy, những khoảng này có con led bị chết. Đấy. Thì nếu ta có thời gian ta thay những con led này. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chúc các bác thành công.